Hi, xin chào cả nhà, xin chào quý chị đầu tư đã đến với kênh của Thúy nhé. Thúy xin chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Bây giờ là Thúy sẽ review cho cả nhà xem một cái lô đất tại vị trí này. Cái lô đất này ở thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Ở phía trước là tổng thể lô đất nha cả nhà. Lô đất này với tổng diện tích là 87,8 m², ngang là 5 m, ngang 5 m nha cả nhà, 5 m từ đây qua đây. Phía sau là nở hậu 5,30 m. Một bên chiều dài thì còn chiều dài thì một bên hơn 16 m và bên hơn 18 m, bên này hơn 18 m và bên này là hơn 16 m nha cả nhà. Lô đất này nằm ở vị trí rất là tiềm năng và có nhiều tiện ích. Xung quanh thì dân cư hiện hữu rất là đông đúc. Xung quanh nha cả nhà, rất là đông đúc, hiện hữu. Ở đây người ta đang xây nhà rất là nhiều. Lô đất này gần cái gói 6 của khu đô thị Mỹ Gia nha cả nhà. Phía trước kia là khu đô thị Mỹ Gia. Từ vị trí lô đất ra đường Vĩnh Thái ở trên kia thì khoảng 1 km thôi. Đi ra vòng xoay Võ Nguyên Giáp thì tầm 2 km. Và ra đường 23 tháng 10 thì cũng khoảng 2 km thôi. Tổng thể lô đất nha cả nhà. Lô đất này chủ đầu tư để lâu rồi nên là cỏ mọc rất là nhiều. Thổ nhưỡng ở đây tốt nên cỏ mọc rất nhiều nha cả nhà. Bây giờ là Thúy sẽ đi ra trước quay cái con đường cho cả nhà cùng xem. Cái con đường hiện trạng là con đường đất rải đá mi nha cả nhà. Đường thông thoáng, đường thông các hướng nha cả nhà. Đây cũng có bên này đi lên thông luôn. Đường này hiện trạng là từ 6,4 đến 8 m, quy hoạch là 12 m nha cả nhà, rất là rộng, hai ô tô né nhau. Tổng thể lô đất nha cả nhà ơi. Giá chủ đưa ra là 1.9 tỷ nha cả nhà. Giá này có thương lượng thêm nếu mà anh chị có thiện chí. Thì xin nhắc lại là tổng diện tích là 87,8 m², ngang 5 m. Mặt sau nở hậu 5,30. Chiều dài là một bên hơn 16 và một bên hơn 18 m nha cả nhà. Rất là đẹp. Vâng, quý anh chị đầu tư mà xem qua video mà thấy phù hợp để anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà để ở thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thúy với số điện thoại là 0356 004 325 nhé. Thúy xin cảm ơn cả nhà đã dành tí thời gian xem qua video của Thúy ạ. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Thúy nhé. Thúy xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye.